Chúa được tôn cao. Chúa được tôn cao. Amen. 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 Chúng ta hãy nói với người bên cạnh của mình, Chúa được tôn cao trên đời sống của bạn. Thưa Hội Thánh, sáng hôm nay chúng ta thờ phượng Chúa thật là tốt lành. Rất là cảm ơn Chúa. Chúng ta vỗ tay cảm ơn Chúa vì sự thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay thật là tuyệt vời. Và cảm ơn ban thờ phượng, xin Chúa Ngài sức dầu bội phần ở trên ban thờ phượng. Và cho chúng ta có một buổi thờ phượng thật là no nê, thỏa thích ở trong sự hiện diện của Chúa. Cảm ơn Chúa. Thưa Hội Thánh, cách đây 2 tuần, Hội Thánh của chúng ta đã kỷ niệm Chúa Phục Sinh. Và chúng ta biết là sau khi Chúa Giêsu Ngài Phục Sinh, Ngài sống lại 40 ngày ở trên đất, Ngài gặp gỡ các môn đồ lần này hết lần khác, và Ngài cũng để lại những sự dạy dỗ rất là giá trị cho đời sống của chính họ. Sáng hôm nay, tôi muốn chúng ta sẽ đi lại, trở lại tinh thần trong cái ngày Chúa Giêsu Phục Sinh, và có những cái điều mà Chúa muốn dạy dỗ, nhắc nhở cho mỗi đời sống của chúng ta. Chúng ta cùng nhau mở ra lời của Chúa ở trong Luca đoạn 24. Phúc âm Luca đoạn 24, từ câu 36 cho đến câu thứ 49. Sáng nay chúng ta sẽ cùng nhau học chung tiểu đoạn Kinh Thánh này với đề mục Cuộc hội ngộ bất ngờ. Thưa Hội Thánh, khi chúng ta nói đến một tác phẩm kinh điển, nghĩa là chúng ta đang nói đến một tác phẩm có giá trị mẫu mực, tiêu biểu, vượt thời gian và có tầm ảnh hưởng rất là lớn so với lại các phẩm cùng thể loại với nó. Có nhiều người đã nói rằng Kinh Thánh được liệt vào trong thứ hạng của những loại sách kinh điển. Nhưng các cơ đốc nhân tin kính Chúa thì nói rằng Kinh Thánh được liệt vào hàng độc nhất siêu kinh điển. Bởi đây là quyển sách không phải đến từ con người mà đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta để ý, có 7 cái nhất của Kinh Thánh mà chúng ta cần phải biết. Điều thứ nhất, quyển sách bán chạy nhất. Kế đến, quyển sách có nhiều độc giả nhất và dịch ra nhiều ngôn ngữ nhất. Thứ ba, quyển sách hợp thời nhất. Thứ tư, quyển sách quyền năng, quan trọng và giá trị nhất. Thứ năm, quyển sách nói về Đức Chúa Trời hay nhất. Không có quyển sách nào nói về Đức Chúa Trời hay bằng quyển Kinh Thánh của chúng ta. Thứ sáu, quyển sách nói về cuộc đời của chính bạn chính xác nhất. Và cuối cùng, đó là quyển sách nói về quá khứ và tương lai chắc chắn nhất. Amen. Amen. Rất là tuyệt vời, bởi vì chúng ta có bản Kinh Thánh ở trong tay. Chúng ta có bản Kinh Thánh ở trong tay. Và đây là một cuốn sách đáng được tin cậy. Đáng được tin cậy hơn tất cả mọi cuốn sách nào đã từng xuất bản ở trên thế giới này. Và nó có liên quan đến từng chi tiết một xảy ra ở trong cuộc đời của chúng ta. Quá khứ, hiện tại và cho đến cả tương lai của mọi chúng ta nữa. Bởi vậy cho nên là con cái Chúa, hãy yêu Kinh Thánh. Hãy đọc Kinh Thánh. Hãy học Kinh Thánh. Hãy suy gẫm Kinh Thánh và dành nhiều thời giờ cho Đức Chúa Trời để lắng nghe lời của Ngài phán với chúng ta qua Kinh Thánh. Cũng giống như nhiều câu chuyện được viết ở trong Kinh Thánh. Câu chuyện Chúa Giêsu Ngài sống, Ngài phục sinh từ trong cõi chết cũng giống như vậy. Mặc dù chúng ta đã được nghe đi, nghe lại trong những lần mà chúng ta kỷ niệm về mùa phục sinh Ngài, nhưng mà mỗi một lần khi chúng ta học lại những tiểu đoạn Kinh Thánh này, những từ ngữ này, những câu nói quen thuộc này, thì lại có những sự dạy dỗ rất là có giá trị mới đến với đời sống của chúng ta. Và sáng nay tôi muốn chúng ta sẽ cùng nhau học chung phần Kinh Thánh này. Theo như Kinh Thánh kỹ thuật, từ câu thứ 39 cho đến câu thứ 36 cho đến câu thứ 49, thì Kinh Thánh nói rằng lúc bây giờ tất cả mọi người ở tại thành Jerusalem dường như họ đều rơi vào trong tình trạng rất là căng thẳng. Tin tức Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong cõi chết, Ngài hiện ra với lại Simon, khiến cho các môn đồ bối rối, càng bối rối thêm. Rồi một ngày nọ, giữa vòng các môn đồ, khi họ đang nhóm lại, thì Chúa Ngài hiện ra và điều đầu tiên Ngài nói
điều đầu tiên Ngài dành cho các môn đồ thân thương của mình, đó là bình an cho các con. Thưa các bạn, thưa hội thánh, cuộc hội ngộ bất ngờ này, điều đầu tiên nhất để đem đến cho các môn đồ, đó là đem bình an đến cho các môn đồ. Đem bình an đến cho các môn đồ. Thưa hội thánh, có lẽ điều đầu tiên mà các môn đồ trông đợi nhất trong những ngày tinh thần bị khủng hoảng, với mắt của họ chứng kiến tận cuộc tử nạn của thầy của mình, kinh khủng quá, đáng sợ quá, các môn đồ họ không còn mong ước một điều gì hơn ở trong bối cảnh đó. Họ không còn chờ đợi một điều gì hơn ở trong bối cảnh đó. Không còn ao ước ai có thể làm một cái điều gì đó cho mình hơn là sự bình an. Và Chúa Giê-xu ở trong ngày phục sinh, Ngài đã đem đến điều này cho các môn đồ, đó là bình an cho các con. Thật tuyệt, không có người thầy nào tâm lý với học trò của mình cho bằng thầy Giê-xu. Bình an cho các con. Chúng ta hãy nói bình an cho bạn, bình an cho anh chị. Thưa ơi thánh, cùng với câu chuyện Chúa phục sinh giống như thế, nhưng riêng ở trong sách Phúc Âm Giăng thì sứ đồ Giăng ở tại nơi đây ký thuật lại từ trong đoạn 20, từ câu 19 cho đến câu thứ 29, có tất cả 3 lần Chúa Giê-xu phán với các môn đồ bình an cho các con. Ở trong câu thứ 19, trong câu thứ 21 và trong câu thứ 26 của Phúc Âm Giăng đoạn thứ 20. Nếu chúng ta có Kinh Thánh thì chúng ta mở ra và chúng ta sẽ thấy như vậy. Chúa Giê-xu phán, bởi vì Chúa Giê-xu Ngài biết, Chúa Giê-xu Ngài biết tâm trạng của các môn đồ. Ngài biết các môn đồ ở trong giai đoạn đó họ trông đợi điều gì, và điều gì là điều có giá trị quan trọng nhất đối với họ. Không còn có giá trị nào ý nghĩa đối với họ bằng cho bằng họ muốn có được sự bình an. Vậy bình an là gì mà các môn đồ ở trong giai đoạn này họ lại mong đợi giống như vậy? Theo định nghĩa thông thường, một cách rất là đơn giản, chúng ta có thể hiểu rằng bình an đó là một trạng thái tinh thần ổn định, hay là một hoàn cảnh sống an bình và không có sóng gió chi. Nhưng cũng với từ ngữ bình an đó, trong những lời răn dạy cuối cùng Chúa Giê-xu Ngài dành cho các môn đồ của mình, mà Ngài đề cập đến sự bình an, Chúa biết trước tất cả, bởi vì Chúa Ngài biết trước tất cả mọi sự xảy ra với họ, và Ngài đã nói trước điều đó ở trong Tin Lành Giăng đoạn 14 câu thứ 27. Ngài nói trước khi cuộc tử nạn xảy ra, Chúa nói gì ở tại đây? Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an ta cho các con. Sự bình an ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi. Ở tại nơi đây, chúng ta để ý trong câu Kinh Thánh này, sự bình an của ta, Chúa Ngài nói sự bình an ta ban cho các con không giống như thế gian cho. Ta ban sự bình an của ta cho các con. Chúng ta để ý, bình an của ta, chúng ta cùng nhau lặp lại chung câu này, bình an của ta, một lần nữa, bình an của ta. Đó là sự bình an không phải của thế gian, mà là sự bình an của Chúa, xuất phát từ Chúa, từ chính Ngài. Và cũng giống như vậy, ở trong thơ tín Philip đoạn 4 câu số 7, ở tại nơi đây, lời của Chúa cũng ghi lại, sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và tâm trí của anh em trong Đấng Christ Giê-xu. Chúng ta cùng nhau lặp lại, sự bình an của Đức Chúa Trời. Chúng ta lặp lại, bình an của Đức Chúa Trời. Một lần nữa. Dạ, ở trong Tin Lành Giăng đoạn 14 câu 27 thì bình an của ta là bình an của Chúa Giê-xu. Và ở tại nơi đây thì sứ đồ Phao-lô viết thư tín gửi cho hội thánh Philip, và ông nói rằng sự bình an của ta, sự bình an của Đức Chúa Trời, sự bình an của Đức Chúa Trời. Chúng ta để ý ở trong hai câu Kinh Thánh này, Giăng 14 câu 27 và Philip đoạn 4 câu số 7,
sự bình an của ta và sự bình an của Đức Chúa Trời nó hoàn toàn khác với sự bình an của thế gian. Sự bình an của thế gian đó là một trạng thái tinh thần ổn định, tùy thuộc vào hoàn cảnh sống có hay là không có sóng gió xảy ra ở chung quanh. Trong khi đó, sự bình an của Chúa Giêsu hoàn toàn không lệ thuộc vào hoàn cảnh, bất chấp những sóng gió hay là những nan đề xảy ra. Và Chúa Giêsu phục sinh không, Chúa Giêsu phục sinh đã đem đến sự bình an có giá trị này cho các môn đồ của mình. Sự bình an của Chúa thật là tuyệt vời. Sự bình an của Ngài cai trị tâm trí của chúng ta. Sự bình an của Ngài điều khiển tư tưởng của chúng ta, điều khiển tấm lòng của chúng ta. Và sự bình an của Ngài có ở trong đời sống của chúng ta sẽ dẫn dắt hướng đi, dẫn dắt con đường cho mỗi đời sống của chúng ta. Trong khi đó, sự bình an của thế gian có thể làm cho chúng ta bị ngã quỵ theo hoàn cảnh, khi nan đề và khi có những điều gì đó xảy ra chung quanh đời sống của chúng ta. Nhưng mà sự bình an của Đức Chúa Trời, một khi có mặt ở trong đời sống của chúng ta thì nó vượt trên hết tất cả mọi sự và cai trị trên hết tất cả mọi điều xảy ra, bất chấp những gì đang xảy ra chung quanh đời sống của chúng ta. Thưa Hội Thánh Chúa, ngày hôm nay Hội Thánh của Đức Chúa Trời cần sự bình an của Ngài. Amen. Chúng ta cần sự bình an của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần sự bình an của Đức Chúa Trời, chứ không phải sự bình an của thế gian. Cùng với sự bình an của Đức Chúa Trời có trong tâm lòng của Môi-se, đằng trước là biển đỏ, đằng sau là đạo quân Pharaon, hai bên là núi. Nhưng Môi-se đã rất tự tin dẫn dân Israel vượt qua biển đỏ. Với sự bình an của Đức Chúa Trời, Giô-suê bước chân vào trong đất hứa, trước mặt sừng sững là tường thành Jericho và cả một vùng đất rộng lớn mà ông chưa có kinh nghiệm gì về chiến trận ở tại vùng đất này. Giô-suê đã tự tin cùng với đội quân của Israel tiến chiếm đất hứa. Và cùng với sự bình an đó, David đã tự tin đối đầu với lại Goliath và thắng trận trước toàn thể đạo quân Philistine. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta hãy để ý tên tuổi của những nhà chinh phục ở trong Kinh Thánh. Tất cả những người đó, họ không mặc lấy sự bình an của thế gian. Họ không có sự bình an của thế gian, mà họ có sự bình an của Đức Chúa Trời. Họ có sự bình an của Đức Chúa Trời. Và chính sự bình an của Đức Chúa Trời đã giúp đỡ cho họ mạnh mẽ, dạn dĩ và làm thành kế hoạch của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của họ. Hãy tìm kiếm sự bình an của Đức Chúa Trời. Hãy mặc lấy sự bình an của Chúa ở trong cuộc đời của chính mình. Thưa Hội Thánh, Cơ Đốc nhân ngày hôm nay là những nhà chinh phục. Chúng ta có tin cậy điều đó không? Amen. Amen. Chúa, Ngài đến, Ngài tìm và cứu chúng ta. Ngài ở trong chúng ta. Ngài biến đổi cuộc đời của chúng ta. Ngài hành động, Ngài bày tỏ công việc Ngài qua cuộc đời của chúng ta, để chúng ta trở thành những nhà chinh phục. Chúng ta vốn đã bị thế giới tội lỗi chinh phục, đã bị ma quỷ chinh phục, đã bị sự thờ cúng của thế giới tâm tối chinh phục cuộc đời của chúng ta. Và cuộc đời của chúng ta là cuộc đời ở trong sự kềm kẹp, ở trong sự trói buộc của ma quỷ. Chúng ta vốn là những con người đã bị chinh phục. Và quý vị ơi, một khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, mời Chúa Giêsu Christ đến làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, hãy nhớ, bắt đầu từ thời điểm đó, một đấng vĩ đại ở trong cuộc đời của chúng ta. Ngài sống ở trong chúng ta, Ngài hành động qua cuộc đời của chúng ta để biến đổi chúng ta không ngừng ở trước mặt Đức Chúa Trời. Từ những con người bị chinh phục để trở thành những nhà chinh phục ở trước thế giới này. Amen. Amen. Đó là điều mà Chúa Ngài muốn ở nơi mỗi cuộc đời của chúng ta. Không ít Cơ Đốc nhân ngày hôm nay chỉ có sự bình an của thế gian mà không hề có sự bình an của Đức Chúa Trời. Theo tôi đoán và tôi dự, tôi được biết như vậy,
chỉ bình an khi bước vào trong nhà thờ, nhưng khi trở về nhà thì lại bất an. Chúng ta có từng ở trong tâm trạng này không? Chỉ bình an khi chúng ta khỏe mạnh, nhưng khi bệnh tật nan đề đến đe dọa là chúng ta bị bất an. Thế thì chúng ta chỉ có sự bình an tạm bợ của thế gian thôi, mà chưa hề có sự bình an của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của mình. Như ông bà anh chị em, hãy nhìn lại chính mình thật kỹ và chúng ta sẽ nhìn thấy điều đó. Tâm trạng của chúng ta cũng giống như lao sậy vậy. Gió thổi theo chiều, là nào là đến đi ngã theo chiều đó. Không có đứng, không có vững vàng, không có kiên định, không có mạnh mẽ. Bởi vì sao? Bởi vì sự bình an của Đức Chúa Trời không có phủ che ở trên cuộc đời của chúng ta. Có một bà cụ nhà nghèo, và cuộc sống hàng ngày của gia đình bà hoàn toàn lệ thuộc vào trong hai đứa con trai. Đứa con trai lớn thì bán áo đi mưa, còn đứa con trai nhỏ thì bán quạt giấy. Nếu bữa sáng nào mà bà thức dậy mà ngày hôm đó trời nắng thì lòng bà lại bất an, buồn ở trong lòng, bởi vì biết hôm nay đứa con trai lớn của mình không bán được áo đi mưa. Còn bữa nào mà bà thức dậy buổi sáng ra mà thấy trời ui ui thì lòng bà cũng lại buồn nữa, bởi vì biết rằng đứa con trai nhỏ không bán được quạt giấy. Và cứ hết năm tháng này trôi qua năm tháng khác, không có ngày nào có được sự bình an. Một ngày nọ thì người hàng xóm đến thăm, bà mới kể chuyện về việc mua bán của con cái của mình. Thì người hàng xóm cười ngặt nghẽo: "Bà ơi, bà sống chi khổ vậy? Bây giờ bà nghĩ đi, dầu nắng hay là dầu mưa, trong gia đình bà vẫn có thu nhập đều đều. Có đúng không ạ?" "Dạ." Trời có nắng thì đứa con trai út bán được. Mà trời không nắng đi, mà trời có mưa thì con trai lớn cũng vẫn bán được. Đằng nào gia đình mình cũng có thu nhập, Chúa vẫn nuôi mình sống mà tại sao bà buồn lơ? Như anh chị em, xin để sự bình an đó qua một bên trong cuộc đời của chúng ta. Hãy tìm kiếm sự bình an thật. Sự bình an mà Chúa Giê-xu ngày trước khi Ngài chịu tử nạn, Ngài đã nói với lại các môn đồ: "Ta để sự bình an lại cho các con, ta ban sự bình an ta cho các con." Ngài hứa Ngài ban sự bình an của Ngài, sự bình an của Ngài cho mỗi đời sống của chúng ta, chứ không phải cần vào sự bình an của thế gian. Bởi vì quý anh chị em, nếu ngày hôm nay chúng ta sống vẫn dựa dẫm vào sự bình an của thế gian thì không có Chúa Giê-xu, những người ở trong thế gian này họ vẫn có loại bình an ấy. Đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta có Chúa Giê-xu ở trong cuộc đời của mình, tại sao chúng ta vẫn còn đeo đuổi, tìm kiếm và sống dựa vào sự bình an đó? Xin Chúa cho chúng ta hãy tìm kiếm sự bình an của Đức Chúa Trời. Hãy tìm kiếm sự bình an của Đức Chúa Trời, sự bình an của Đức Chúa Trời, sự bình an của Chúa Giê-xu mà Ngài nói rằng Ngài đi, Ngài để lại cho mỗi đời sống của chúng ta. Sự bình an đó thật là tuyệt vời, thật là tuyệt vời, giúp cho chúng ta cứ tiến bước với Chúa. Dầu cho mưa hay là nắng, dầu cho nghịch cảnh hay là thuận cảnh. Tôi nhớ lời của một bài hát: "Hằng ngày tôi tiến bước với Chúa, mỗi bước đi không rời. Hằng ngày tôi tiến bước với Chúa,
cất tiếng ca rộn vang, dầu bầu trời u ám với bóng tối. Suốt lối đi trần gian, tôi quyết tiến bước với Chúa, quyết không và thay dời. Đó là lối đi, đó là tư thế của một cơ đốc nhân ở trước mặt Đức Chúa Trời. Một tư thế đúng đắn của một người con ở trước mặt Đức Chúa Trời. Có Đức Chúa Trời làm chủ ở trong cuộc đời của mình. Có sự bình an của Chúa ở với đời sống của mình. Chúa Ngài nói Ngài ở với chúng ta. Ngài không bao giờ rời xa chúng ta. Ngài không bao giờ bỏ chúng ta. Bây giờ xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta cứ vững vàng bước đi với Ngài. Chúng ta trở về với lời Luca đoạn 24. Và khi Chúa Giê-xu Ngài phán bình an cho các môn đồ. Các môn đồ bất ngờ lắm. Họ tưởng là thần. Họ cũng tin chưa vào. Họ cũng hoàn toàn chưa tin vào những điều gì mà mắt của mình đang thấy. Trong câu 40 Kinh Thánh nói. Nói xong Ngài giơ tay và chân ra cho họ xem. Trong khi các môn đồ chưa tin vì quá vui mừng và kinh ngạc, thì Ngài phán với họ: ở đây các con có gì ăn không? Các môn đồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng. Ngài nhận lấy và ăn trước mặt họ. Một điều thứ hai, đó là cuộc gặp gỡ bất ngờ đó nhắc đến một bữa ăn, dẫn đến một bữa ăn ở tại nơi đây. Trước khi chiều tử nàng, Chúa Giê-xu và các môn đồ đã cùng nhau có một bữa ăn ở tại phòng cao. Và chúng ta nhớ rồi câu chuyện này phải không ạ? Từ ngữ của Cơ Đốc giáo gọi đó là tiệc ly hay là tiệc thánh. Và sau khi Ngài từ cõi chết sống lại, Chúa Giê-xu và các môn đồ cũng có một bữa ăn. Chúng ta suy gẫm ý nghĩa của giá trị của hai bữa ăn này. Trong Luca đoạn 22, từ câu 14 cho đến câu thứ 20. Luca đoạn 22, từ câu 14 cho đến câu thứ 20. Đến giờ Ngài ngồi vào bàn và các sứ đồ cùng ngồi với Ngài. Ngài phán với họ: ta rất muốn ăn lễ vượt qua này với các con trước khi ta chịu đau đớn. Vì ta bảo các con, ta sẽ không ăn lễ này nữa cho đến khi lễ ấy được hoàn tất trong vương quốc Đức Chúa Trời. Ngài cầm chén, tạ ơn rồi phán: hãy lấy và phân phát cho nhau. Vì ta nói cùng các con, từ nay ta sẽ không uống nước nho này nữa cho tới khi vương quốc Đức Chúa Trời đến. Rồi Ngài lấy bánh tạ ơn bẻ ra phân phát cho các môn đồ và phán: này là thân thể ta vì các con mà phó cho. Hãy làm điều này để nhớ ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén trao cho các môn đồ và phán: chén này là giao ước mới trong huyết ta vì các con mà đổ ra. Tiểu đoạn Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta về lời của Chúa ở trong thánh lễ tiệc thánh hàng tháng mà chúng ta hội thánh của chúng ta cùng đồng dự với nhau. Bánh tượng trưng cho thân của Ngài vỡ ra. Và huyết chén tượng trưng cho huyết của Ngài đã đổ ra vì tội lỗi của chúng ta. Chúa nói một điều đó là: hãy làm điều này để nhớ ta. Nhưng thật sự, lúc bấy giờ, ở tại phòng cao, Chúa Giê-xu lúc Ngài ban thánh lễ tiệc thánh cho các môn đồ cùng đồng dự, Ngài có nói điều đó đi nữa nhưng tâm trí các môn đồ họ nghe mà họ không hiểu gì hết. Nghe là nghe vậy thôi chứ không hiểu. Rồi Ngài đưa bánh, họ cầm lấy, họ ăn. Đưa chén, họ cũng cầm lấy, họ uống. Nhưng họ hoàn toàn không hiểu gì về ý nghĩa thật sự của lễ tiệc thánh. Trong khi bữa ăn tử nạn, trước lúc tử nạn thì nhắc về sự chết của Chúa, còn bữa ăn sau khi Chúa Giê-xu phục sinh thì sao? Chúng ta cùng nhau đến với Luca đoạn 24, câu 42 và câu 43. Câu 42 và câu 43. Bữa ăn khi Chúa Giê-xu phục sinh, các môn đồ không dùng chung với Ngài mà chỉ có một mình Chúa ăn mà thôi. Kinh Thánh chép rất rõ, các môn đồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng, Ngài nhận lấy và ăn trước mặt họ. Điều đó có ý nghĩa gì cho chúng ta ở tại nơi đây? Chúa muốn chứng minh cho các môn đồ rằng Ngài đang sống một cách thật sự. Ngài đói, Ngài có nhu cầu và Ngài đang cần thức ăn để ăn. Chúa cũng muốn xác minh cho các môn đồ biết
ấy là chính Ngài, chứ không phải là thần. Bởi vì thần thì không có nhu cầu để ăn. Bữa ăn sau khi phục sinh chứng minh, Ngài muốn minh chứng một điều rằng nấm mồ của sự chết không thể cầm giữ được Chúa. Sự chết đã bị đánh bại, đã bị nuốt mất hoàn toàn trong sự sống phục sinh của Chúa Giêsu. Amen. Hallelujah. Chúng ta cùng vỗ tay cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài vì sự phục sinh của Ngài. Một cách rất là rõ ràng, một cách thật là hiển nhiên. Và không còn có gì là nghi ngờ hết tất cả. Và một điều quan trọng hơn nữa, đó là điều vui lớn hơn nữa cho chúng ta ngày hôm nay, đó là sự sống đắc thắng đã được ban cho chúng ta. Và điều này được nói lại trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu thứ 57. Tôi đề nghị hội thánh của chúng ta sẽ cùng nhau đọc chung câu kinh thánh này. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu thứ 57, xin nhờ IT giúp đỡ giùm. Chúng ta cùng nhau đọc chung, chúng ta cùng bắt đầu. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự đắc thắng nhờ Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Dạ, chúng ta có chưa? Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu thứ 57. Dạ, chúng ta bắt đầu. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự đắc thắng nhờ Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Dạ. Ngài vượt khỏi phần mộ, vượt khỏi sự chết, vượt khỏi sự đau buồn, vượt khỏi sự khóc lóc, mà đến với lại sự sống, ở trong sự sống đắc thắng của chính mình Ngài. Và sự sống đắc thắng ấy ngày hôm nay đã được ban cho mỗi đời sống của chúng ta. Đã được ban cho mỗi đời sống của chúng ta. Kinh Thánh nói rất là rõ như vậy, kính thưa quý vị. Sự chết đã bị đánh bại. Sự chết đã hoàn toàn bị đánh bại. Thưa hội thánh, điều gì ngày hôm nay đang đe dọa sự sống đắc thắng của Chúa ở trong đời sống của các bạn? Bệnh tật ở trong cơ thể đang đe dọa đời sống của chúng ta. Nan đề tài chánh đang đe dọa đời sống của chúng ta. Sự khô hạn và sự mệt mỏi về tâm linh đang đe dọa chức vụ của chúng ta. Hay là sự xón xẻ, sự cằn cỗi về mặt tâm linh đe dọa sự sống của tổ tế bào của chúng ta. Hình thức nào, cái gì đang đe dọa sự sống đắc thắng của Chúa ở trong mỗi đời sống của chúng ta, ở trong danh của Chúa Giêsu, nó hoàn toàn bị nuốt mất, bị đánh bại bởi sự phục sinh đắc thắng của Chúa Giêsu. Amen. Amen. Hãy công bố lớn điều này cho đời sống của chính mình. Hãy công bố lớn điều này cho đời sống của chính mình. Lĩnh vực nào đó nó đang bị chết dần mòn trong đời sống của chúng ta. Tinh thần của chúng ta, tâm linh của chúng ta, mục vụ của chúng ta đang bị son sẻ. Một cái gì đó tật bệnh, một cái mầm móng tật bệnh nào đó ở trong cơ thể của chúng ta. Và nó đang đe dọa sự sống mỗi ngày ở trong con người của chúng ta. Trong danh Chúa Giêsu Christ, nguyện quyền năng phục sinh của Đấng Christ tuôn chảy trong chúng ta. Tuôn chảy trong chúng ta để lùi sự chết, để lùi sự buồn thảm, để lùi sự thất bại, để lùi bệnh tật ra khỏi chúng ta. Và nguyện sự sống, sự vui mừng của Ngài tràn ngập ở trong mỗi đời sống của chúng ta. Thưa hội thánh, ngày 14 tháng 4 vừa qua là ngày mà cả dân tộc Israel vui mừng chào đón kỷ niệm 73 năm họ giành được độc lập. Chủ tịch nước của chúng ta, ông Nguyễn Xuân Phúc, đã gửi điện mừng đến Tổng thống của Israel, ông Reuven Rivlin. Israel, khi mà chúng ta đề cập đến quốc gia Israel, thì chúng ta biết Israel là một bằng chứng rõ ràng nhất của một dân tộc ở trên thế giới đã hồi sinh từ ở trong cõi chết. Một quốc gia bị lưu lạc gần 2.000 năm, lưu lạc khắp mọi nơi ở trên thế giới này. Và khi lập quốc, thì dân số của họ chỉ có khoảng ngót nửa triệu mà thôi. Thế mà họ dám đương đầu với cả một cái thế giới Á Rập hùng mạnh ở chung quanh mình và đã chiến thắng họ một cách đầy vẻ vang.
Thưa hội thánh, không chỉ có một cứu Chúa Jesus Christ phục sinh, một quốc gia phục sinh, mà ngày hôm nay chính cuộc đời của bạn cũng là những bằng chứng, minh chứng cho phục sinh, sự đắc thắng phục sinh của Chúa Giêsu. Amen. Amen. Hãy học bài học này không phải để cho chúng ta hiểu, không phải để cho chúng ta biết, bởi vì chúng ta quá biết. Nhưng thế giới ngày hôm nay muốn nhìn thấy sự sống phục sinh của Ngài đang chuyển động như thế nào ở trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ở trong sự sống của chúng ta, ở trong gia đình của chúng ta, ở trong mục vụ của chúng ta, ở trong tấm lòng, ở trong tâm trí của mỗi đời sống của chúng ta. Thưa hội thánh, Chúa cho chúng ta vững vàng bước đi ở trên, dựa trên lời của Đức Chúa Trời. Dựa trên lời của Đức Chúa Trời. Chúa Ngài đang làm điều đó cho cuộc đời của các bạn. Chúa Ngài đang làm điều đó cho cuộc đời của tôi. Và Chúa Ngài đang làm điều đó cho hội thánh của Đức Chúa Trời ngày hôm nay. Ngày hôm nay, thế giới này, xã hội này, họ đang muốn nhìn thấy một đấng sống ở trong hội thánh. Tin lành không phải là một tôn giáo chết. Amen. Amen. Mà là một đấng sống đang chuyển động ở trên hội thánh của Ngài. Công việc của Ngài đang chuyển động, đang bày tỏ ra không thôi qua mỗi cuộc đời của chúng ta, là những thành viên đang sống động ở trong hội thánh của Chúa. Chúa cho chúng ta vững vàng bước đi với chính mình Ngài. Và điều cuối cùng, cuộc gặp gỡ bất ngờ. Chúa Giêsu Ngài đã nhắc lại lời hứa ban Đức Thánh Linh. Lời hứa ban Đức Thánh Linh được Chúa Giêsu Ngài nói với các môn đồ trước khi Ngài chịu tử nạn. Mà sứ đồ Giăng đã đề cập đến ở trong sách Giăng đoạn 14 và đoạn thứ 16. Giờ đây một lần nữa, Chúa lại nhắc nhở điều này với các môn đồ của Ngài. Các môn đồ họ không hề nhận biết một điều rằng, một điều quan trọng rằng, vương quốc thiên đàng sẽ được rộng mở ở trên đất. Trước tiên, đó là việc thi hành chức vụ truyền bá phúc âm của chính bản thân họ trong tương lai. Bởi vì không ai khác, chính cá nhân của họ là những bằng chứng sống động nhất về sự sống lại của vị thầy yêu quý của chính mình. Các môn đồ, họ là người đã từng chứng kiến Ngài chịu tử nạn. Thế nào Ngài lao đao, vác thập tự trên đường để đến đồi Gô-gô-tha. Ngài bị đóng đinh và chết ở trên cây thập tự. Và giờ đây Ngài sống lại, từng chi tiết một, từng chi tiết một. Ở trong Ngài chịu thương khó cho đến Ngài chịu phục sinh, các môn đồ là người nắm rõ hơn ai hết, là người chứng kiến chi tiết chính xác hơn ai hết. Bởi vì chính họ sẽ là những bằng chứng, chứng sống cho sự phục sinh của chính mình Ngài. Và những người đó là những người sẽ đi rao truyền về phúc âm của Ngài cho thế giới hư mất ở trong tương lai. Chúa Giêsu Ngài phán về hứa ban Đức Thánh Linh. Điều này cũng được nhắc lại trong công vụ đoạn 1, câu số 8. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Thưa hội thánh, chúng ta ngày hôm nay đã đi qua giai đoạn này rồi. Chúng ta đã đi qua giai đoạn hứa ban, bởi vì chúng ta đã được nhận lãnh Đức Thánh Linh. Amen. Amen. Giai đoạn hứa ban đã đi qua rồi, đã kết thúc rồi, đã xong rồi. Chúng ta là những người đã được nhận lãnh Đức Thánh Linh. Và đấng quyền năng đang sống động ở trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Bởi vậy có lý do gì ngày hôm nay ngăn trở chúng ta không đi ra để rao truyền phúc âm, ngăn trở chúng ta không đi ra để làm chứng nhân cho chính mình Ngài và nói về tình yêu của Ngài cho thế giới hư mất này. Thưa hội thánh, và một lần nữa, hôm nay khi học về sứ điệp này, xin Chúa nhắc nhở và thách thức mỗi đời sống của chúng ta. Hãy dành thời gian để kết nối với lại Thánh Linh của Ngài. Kết nối với lại Thánh Linh sự sống. Kết nối với lại đấng sống, kết nối với lại đấng quyền năng liên tục ở trong cuộc đời của chúng ta. Để lắng nghe sự phán bảo của Ngài. Lắng nghe sự bày tỏ của Ngài, lắng nghe ý muốn của Ngài, kế hoạch chương trình, ý định của Ngài cho cuộc đời của chúng ta.
và để hầu chúng ta được mạnh mẽ ở trong quyền năng của Ngài và đi ra đưa nhiều người chết mất trở lại tin nhận Chúa. Phải cuộc gặp gỡ bất ngờ vô cùng ý nghĩa cho các môn đồ ngày xưa thế nào thì nó vẫn còn có giá trị ngày hôm nay cho mỗi đời sống cơ đốc nhân của chúng ta giống như thế. Chúa ban bình an cho chúng ta. Ngài ban bình an của Ngài cho chúng ta. Và Ngài muốn minh chứng một lần nữa, minh chứng rằng Ngài đã sống lại một cách đắc thắng và đầy vinh hiển. Và Thánh Linh của Ngài là Đấng đã được ban cho chúng ta. Đừng chần chờ, đừng ngồi ở trong cái chỗ mình quen ngồi. Đừng làm những công việc quen thuộc. Hãy đứng dậy, bộc phá, đi ra một cách rất là bứt phá và làm những công việc mới cho Chúa. Chúa đang chờ đó, chờ đợi điều đó ở nơi mỗi đời sống của chúng ta. Hãy đứng lên và chúng ta kết nối với Thánh Linh của Ngài trong thời giờ này. Hãy đứng lên và kết nối với Thánh Linh của Ngài ở trong thời giờ này. Đấng đã được ban cho. Đấng đã được ban cho. Ngài muốn làm và làm những công việc lớn hơn nữa trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Ngài đã làm phải không à? Ngài sẽ còn làm những công việc lớn hơn nữa, công việc của Ngài ở trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Và kính thưa Hội Thánh, buổi sáng hôm nay, ai ở giữa vòng chúng ta có sự đau yếu, tật bệnh ở trong cơ thể của mình? Chỗ nào đau yếu, chỗ nào tật bệnh, nhân danh Chúa Giêsu, chúng ta hãy đặt tay của mình, bởi Đức Tin này đặt tay của mình ở trên phần cơ thể đau yếu, tật bệnh đó của chúng ta. Và công bố sự chữa lành, đẩy lùi mầm móng của sự chết, đẩy lùi mầm móng của tật bệnh và công bố quyền năng sự sống phục sinh của Đấng Christ tuôn chảy và khai phóng ở trong chính trà tên chúng ta buổi sáng hôm nay. Và phần nào đó ở trong đời sống tâm linh của chúng ta, ở trên tinh thần của chúng ta, nếu chúng ta có mỏi mệt, nếu chúng ta có nao sờn, hãy đến với Chúa, hãy đến với Chúa và dâng đời sống của mình cho chính mình Ngài. Chúa ơi, xin phục hồi, xin làm sống lại sự sống của Ngài ở trên chức vụ của con, sự sống của Ngài ở trên tổ tế bào của con, sự sống của Ngài ở trên anh em của con. Hãy nói điều đó với Chúa, Ngài đang ở đây, Ngài đang ở đây.